Thưa quý vị, đất đai là yếu tố quan trọng quyết định đến thành bại của dự án bất động sản. Do đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung, Phó trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai là giải pháp cấp bách để giúp các doanh nghiệp bất động sản vực dậy sau hàng loạt khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Với quan điểm đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung đã đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau. Một là sửa đổi luật đất đai năm 2013 phải giải quyết vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, giải quyết bài toán giá đất để hạn chế một cách tối đa lợi ích nhóm từ chênh lệch địa tô, đồng thời kiểm soát được quyền lực nhà nước trong giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, hoàn thiện chế định thu hồi đất, bảo vệ quyền lợi của người nông dân, những người dân có cuộc sống mưu sinh từ đất. Hai là vốn hóa đất đai thành tài chính cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn của các dự án PPP có sử dụng đất. Luật đất đai năm 2013 không có đấu thầu quyền sử dụng đất mà chỉ có đấu giá quyền sử dụng đất. Điều 118 Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nội dung vấn đề này còn rất nhiều vướng mắc trong quá trình thực thi, cần có sự phối hợp của các cơ quan bộ và cơ quan ngang bộ để tiến hành có hiệu quả quản lý về tài chính đối với đất đai. Ngoài ra, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Hồng Nhung cho rằng nên loại bỏ M3 trong các khoản phải nộp ngân sách hiện nay. Ba là cần thống kê và kiểm soát các giao dịch đất đai qua phòng công chứng tại địa phương. Pháp luật Việt Nam có quy định bắt buộc về hợp đồng chuyển nhượng, quyền sử dụng đất, bắt buộc phải được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền. Quy định này nhằm giúp cho thỏa thuận giữa các bên được công khai, minh bạch hóa, từ đó các bên có căn cứ, cơ sở để tôn trọng, thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký, ngăn chặn được các giao dịch bất hợp pháp, lành mạnh hóa thị trường bất động sản và nhà nước có căn cứ để thu các loại thuế. Nhà nước cần yêu cầu các cơ quan, văn phòng công chứng thống kê các hợp đồng công chứng đất đai để có thể đánh thuế chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch đó, tránh tình trạng thất thoát thuế gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước. Nhà nước cần bổ sung các quy định pháp luật xử lý nghiêm hành vi đứng tên hộ, cho núp bóng để sở hữu bất động sản bằng việc chưng dụng đất.